Ngày 18 tháng 7, Công an thành phố Đà Lạt, Lam Đồng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Vương Ngọc Thảo Vi, 24 tuổi, và Huỳnh Thị Thanh Hằng, 26 tuổi, cùng ngụ phường 12 thành phố Đà Lạt về tội hành hạ người khác. Theo kết quả điều tra bước đầu năm 2022, chị T, 26 tuổi, quê Đắk Lắc, đến Đà Lạt sinh sống, vì bận đi làm xa nên ngày 26 tháng 2 năm 2022, chị gửi con cho cô Cao Thị Đào, 38 tuổi, là giáo viên trường mầm non SM, phường 9, thành phố Đà Lạt, trong giữ chăm sóc với chi phí 7 triệu đồng một tháng. Do trường tổng kết năm học, nên từ ngày 24 tháng 6, cô Đào đưa bé về nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, thành phố Đà Lạt chăm sóc. Sau đó cô sửa nhà cửa nên giao bé cho Vương Ngọc Thảo Vi chăm sóc, đồng thời cô đào trả cho Vi 2 triệu đồng để lo ăn uống cho cháu bé. Trong thời gian này có thêm Huỳnh Thị Thanh Hằng, em chồng của Vi phụ giúp trông coi. Theo lời khai của hai bảo mẫu này, do cháu ít tiếp xúc, ít nói chuyện với mọi người, sợ đến chỗ đông người nên Vi và Hằng nhiều lần dùng tay đánh vào người bé, trong đó ngày 8 tháng 7, Vi dùng chân đạp vào người khiến bé ngã trong nhà, trong phòng tắm. Những ngày sau đó, bé nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà. Đến trưa ngày 16 tháng 7, sau khi cho bé ăn trưa, Hằng thấy cháu ói, người lạnh, môi tím tái nên tự hô hấp nhân tạo cho cháu ba lần. Sau đó, Hằng và Vi gọi điện cho người thân đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán, bé gái bị chấn thương sọ não, dập phổi nên đã chuyển ngay bé gái đến Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng để được phẫu thuật cấp cứu.